Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của mình. Hy vọng các bạn thích những video ăn uống một cách dân dã và không nấu nướng như thế này của mẹ Hồ Nhàng. Đạc đạc, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Luca mời cô chú ăn đậu phộng nè. Đuôi đuôi. Đạc, mi dập. Ha, gọi là cô đến cô chú một hôn ạ. Hoa. Cái sợ mama. Dạ. Chào mọi người, chào mừng các bạn quay lại với kênh Lukaki Cuộc Sống Hà Lan của mẹ Ú và Lukas. Bây giờ thì mẹ Ú sẽ thử thách. Đây là đậu phụng muối sẵn. Như vậy con, cái này mayonnaise mà. Mẹ Ú sẽ thử thách ăn những gì còn sót lại của nhà mẹ Ú mà nó kêu rột 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 nha. Đây, trước mặt mẹ Ú có hai dĩa. Một dĩa là cà rốt bốn màu cả nhà. Đây các bạn thấy đó, trên này là có bốn màu, cái quả màu trắng như củ cải nhưng thật ra không phải, đó là cà rốt cả nhà. Và cà rốt gồm có màu cam, màu trắng, màu tím và màu vàng. Và một dĩa táo cùng với vào chén ớt, muối ớt siêu cay mà Luca vừa mới đâm cho mẹ Ú. Nào chúng ta cùng ăn, cùng nghe rột 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 cho nó vui tai nha. Luca có ăn cà rốt không? Rồi con mời cô chú đi. Rồi mẹ Ú ăn quả màu tím, mời cả nhà cùng ăn với mẹ con mình nha. Dạ. Luca ăn ít. Làm màu đó chứ không ăn. Cà rốt sống ăn cho nó khỏe. Tốt cả nhà ơi. Đây là quả lựu. Quả lựu đó cô chú à. Chấm mayonnaise nha, chờ cắt. Con chào cô chú. Tay vô, tay vô. Gà rốt này có màu khác nhau nhưng mà cái vị nó vẫn là vị gà rốt cả nhà. Chấm mayonnaise ăn cũng được. Rồi. Thôi lúc. Được rồi nha con. Em trung thành với đồ ăn vặt của ba. Màu cam. Mời cô chú ăn đi, mời cô chú ăn đậu phụng. Không mời chú hả? Mời cô chú ăn. Cảm giác nó bị giống như nhau luôn. Rồi. Cô không ăn hả? Màu trắng. Các bạn thấy cà rốt màu trắng chưa? Không. Màu trắng thì giòn hơn. Đây là bông cải xanh. Ăn sống được cái nào không? Cái này thì nó đỡ cứng hơn hai màu kia. Nó ăn gì vậy?
màu vàng. Mọi người ơi, trong ba trong bốn màu là xem màu vàng là ngọt nhất, màu tím là cứng nhất. Ăn cà rốt ra mọi miệng của anh nhà. Đây tá mình gọt sẵn hai quả, một quả mình gọt vỏ, một quả mình không. Thật ra là bình thường tá mình không có vỏ, nhưng mà khi mình cắt ra mình auto mình gọt vỏ luôn, đang gọt giữa chừng nhớ là ôi mình ăn vỏ mà, thế là quả còn lại mình không có gọt vỏ nữa. Tá ngọt giòn, hình cái vị cay phải thề. Ta muốn gọt vỏ hả? Từ là áo tấm. Cái này ăn so với ăn với kem tươi thì ăn với muối ớt ngon hơn cả nhà ơi. Nếu táo chua một tí nữa thì ngon tuyệt vời, táo ngọt quá, mềm giòn. Chúng ta không ăn cùng, nhưng mà mình cho em ngồi đây, chúc cho em ở ngoài là tí nữa em thái kênh quay phim của mình, không quay được. Mình vẫn sẽ ăn cá vỏ hơn cả nhà. Cay quá. Gọi cho con rồi nè. Phút này á, không ngọt, chưa ngọt ngọt nhưng mà khó bóc vỏ quá. Khó bóc vỏ mình lười bóc, lát mình cho đi ép hết.
cay lắm luôn. Mà không ăn cay được. Nhưng mà ngon lắm luôn cả nhà ơi. Ta cho muối ớt mà đặt tưởng mình đã ăn xoài cho muối ớt. Cả ơi, ô cam, được cả hết tới đây đừng có phá cái quay của mẹ, cam hiểu không? Được cả ơi phút chớp, cảm ơn. Tới chào cô chú nè. Cảm đắc cô chú đi con. Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của mình. Hy vọng các bạn thích những video ăn uống một cách dân dã và không nấu nướng như thế này của mẹ Ú nha. Đạc đạc, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Luca mời cô chú ăn đậu phộng nè. Đuôi đuôi. Đạc, mi dập. À, gọi lại cô, đến cô chú nụ hôn ạ. Cái xe mà.